Sức sống 30 rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo. Tối hôm nay là ngày 21 tây tháng 12 và đây là con đường Hai Bà Trưng. Ngay đây là thuộc phường Tân Định, quận 1 nha các bạn. Xe cộ hôm nay các bạn thấy không, nhà Sài Gòn đông đúc rất là vui rồi. Đây, trước màn hình của các bạn là nhà thờ Tân Định. Nhà thờ Tân Định nè các bạn. Năm nay có vẻ như là làm đơn giản hơn mỗi năm rồi các bạn ơi. Nhà thờ Tân Định này còn có tên gọi là nhà thờ màu hồng nữa các bạn. Vì nhà thờ đó sơn bên ngoài là có một màu hồng đặc trưng của giáo xứ này luôn ha. Ở bên ngoài giờ cũng đơn giản chứ không có cầu kỳ như mỗi năm nữa các bạn. Đường phố Sài Gòn ban đêm là mới đẹp nhất luôn các bạn. Các bạn thấy lung linh hết trơn. Ngay đây là chợ Tân Định các bạn. Cái này là bên hông là phía bên tay phải của chợ Tân Định đó. Đường này là đường Nguyễn Hữu Cầu. Này là con đường phía sau chợ đấy các bạn. Tối này cũng còn bà con ta để đồ bán nè. Bên trong cái chỗ này đồ ăn thì đã đóng cửa rồi. Ở phía trước này thì vẫn còn một số quầy đồ ăn nè các bạn. Nước uống buổi tối nè. Ngay đây là chè Văn nha các bạn. Mấy anh này làm cháo ớt Singapore, thổi lửa nó bùng lên là bay tung tóe hết trơn các bạn ha. Cháo ớt Singapore nó thật cay lắm đó các bạn. Quán này cũng khá đắt khách các bạn. Đông đông các bạn trẻ ha. Đây là phía trước của chợ Tân Định luôn nè các bạn. Cơm tấm. Chuyện đây các bạn đi con đường này nè, đi vào đây nè là khu vực bán trái cây đó các bạn. Ban ngày mọi người đi vào đó mua trái cây ha. Tình hình dịch bệnh ở Sài Gòn bây giờ thì vẫn còn nha các bạn.
Nhưng mà bà con bây giờ đã sống chung với dịch rồi, nên mọi việc bà con cũng thấy bình thường thôi, chứ không có giống như mỗi lần là sợ nhiều nữa. Các bạn ơi, đây là nhà thờ Đức Bà. Đến hôm nay là việc trùng tu sửa chữa vẫn chưa xong nữa các bạn. Hiện nay nhà thờ Đức Bà thì vẫn chưa xây xong nè các bạn. Việc trùng tu này vẫn còn nè, chưa có hoàn thiện. Ở phía bên đây thì đang xây hai cái tháp thì nó cao cao lên này các bạn. Queen Cơm Center đó các bạn. Sài Gòn buổi tối lên đèn thì không có gì đẹp bằng ha, Sài Gòn lung linh. Ở đây là khu phố đi bộ này các bạn ơi. Ở đây có mấy hàng hoa sữa, hôm nay thơm quá chừng luôn á. Buổi tối lên khu phố đi bộ này nhìn đèn lung linh quá luôn hết các bạn. Wow, đẹp quá. Ngay cái chỗ này vừa mới làm cái con đường này nè. Wow, đây các bạn, đẹp quá luôn rồi nè. Cái con đường này nó rộng ha. Qua bên đây, phía bên đây có một cái đài phun nước bên đây nè. Bên đây là đại phun nước to ngay giữa quảng trường này các bạn. Đẹp quá ha, buổi tối các bạn nhìn nè, đèn lung linh hết trơn á. Đó, trẻ em đến đây vui chơi buổi chiều đông đúc nè các bạn. Mấy cô thì thích quá chừng luôn ha. Vui quá các bạn ơi, ở dưới giờ này thì trời cũng là khá là mát mẻ đó. Đây, xung quanh cái đài phun nước này thì là con nít không à,
nè, trẻ con tập trung ở đây ngồi chơi, có người lớn nè. Ngay đây có bán đồ chơi cho nít nữa nè các bạn. Cái view phía trước đẹp quá. Cái này em nhỏ nó chạy lửa à. Quay ra cái chỗ bên này để cho mấy em nhỏ này nó đi ba te nè các bạn, đi giật ba tin này ha. Ở để sức sống sẽ đi dài xuống đây cho các bạn xem nha. Chỗ công viên này cũng có đồ ăn nhanh nè các bạn, có thức ăn nhanh ở xe hàng rong người ta bán á. Phía trước là có một cái nhà hàng các bạn. Vào ngày cuối tuần thì chỗ này mới đông các bạn. Mọi người đi ra đây chơi đông hơn. Ngày thường thì nó không có được đông lắm.
Sài Gòn ra đâu. Ngay phía trước phần hình đây là nhà thờ Phú Nhuận nè các bạn. Cũng có trang trí Noel nhưng mà vẫn là đơn giản, giống như mọi năm thôi.